Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn cái quy trình công đoạn tẩy axit của bộ bàn ghế Trường Kỳ Huế. Trường Kỳ Huế này chúng tôi chạm tích cổ đồ, và đây cũng là một đơn đặt hàng của khách hàng ở Quảng Ninh. Trong video lần trước thì anh cũng sắm rất nhiều các cái bộ sản phẩm của chúng tôi, đó là hoành phi câu đối, trường kỳ ngũ phúc, bát biểu, chấp kích. Thì hôm nay chúng tôi lại xong tiếp cho anh một đơn hàng nữa là bộ bàn ghế trường kỳ Huế, được làm 100% từ chất liệu gỗ cẩm vàng và đã được chúng tôi chọn vân chọn gỗ rất là đẹp. Thì lát nữa chúng tôi sẽ quay quy trình tẩy axit ở cuối video, ở gần cuối video. Và đầu video thì chúng tôi sẽ giới thiệu phần mộc. Bộ trường kỳ Huế này chúng tôi chạm tích cổ đồ, đó là chúng tôi đục các cái bình hoa ở phần vách, và xung quanh thì chúng tôi có chạm các cái đồng tiền chữ thọ đều là lộng thủng. Bên cạnh các cái mẫu lộng thủng này chúng tôi có các cái mẫu nền, nhưng trong video này chúng tôi giới thiệu là cái mẫu lộng thủng. Và chiếc ghế dài các bạn đang xem đây, chúng tôi làm kích thước là dài 2m03, phủ bì chiều sâu 61, chiều cao 1m12, tức là 112 cm. Phần tay là chúng tôi làm tay 9 chân 12, bàn trà thì chúng tôi làm chân 8. Kích thước của bàn trà chúng tôi làm 60 x 40 và chiều cao 75, cũng được chọn vân chọn gỗ rất đều và đẹp. Khuôn tranh chúng tôi làm dày 4 phân và ván chúng tôi làm dày 2 phân, được làm 100% chất liệu từ gỗ cẩm vàng nhập khẩu từ Nam Phi. Quý khách có thắc mắc gì về các cái sản phẩm đồ gỗ cũng như chất liệu, kích thước, mẫu mã, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Và video này cũng đang được chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng hoàn thiện của chúng tôi. Sau khi chúng tôi quay video clip lại một lượt, chúng tôi sẽ đi vào hoàn thiện. Chúng tôi đang hoàn thiện cái công trình của gia đình anh là rất nhiều. Lần trước chúng tôi mới bàn giao được một gian trong nhà thờ hậu cung, và bây giờ còn 3 gian đằng trước, tương đương với 3 bộ trường kỳ. Thì chúng tôi đang sản xuất tiếp, chúng tôi hoàn thiện xong đến đâu chúng tôi hoàn thiện đến đó để bàn giao cho anh để kịp sử dụng, cũng như đúng với tiến độ nhà thờ xây xong tại Quảng Ninh, Quảng Yên. Quý khách muốn xem thêm nhiều sản phẩm trường kỳ thì quý khách hãy truy cập vào địa chỉ YouTube kênh Đồ Gỗ Hiền Lành, thì quý khách có thể xem được các cái quy trình. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành cũng làm cơ sở sản xuất trực tiếp không qua trung gian. Chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn tất cả các quy trình làm đồ gỗ. Trong video này chúng tôi giới thiệu tới quy trình tẩy axit, và chúng tôi cũng giải thích luôn tại sao chúng tôi lại phải tẩy axit như này trước khi đi vào hoàn thiện. Và khi tẩy axit như này thì các cái mổ gỗ cũng như là nhựa gỗ, nhưng người chưa biết gì về đồ gỗ thì gọi đó là mủ, còn những người trong ngành thì chúng tôi gọi đó là chất nhựa. Khi tẩy axit thì gặp nắng thì nhựa nó sẽ chảy ra, nó sùi bòn bọt lên để làm cho các cái nhựa gỗ bên trong nó rút ra, để sau này khi sơn lên thì nó sẽ không bị nổ sơn. Các cơ sở nào mà không làm quy trình này thì nó sẽ rất dẫn đến hậu quả, đó là nổ sơn và khiến cho bộ bàn ghế của chúng ta trông nó rất là xấu. Nên chúng tôi phải làm kỹ cái quy trình này và phải được phơi khô. Thường thì ngày nắng chúng tôi mới làm, nhưng về mùa đông này thì rất ít khi gặp nắng, thì chúng tôi sẽ chọn các cái ngày hanh heo chúng tôi sẽ làm, và ngày nhiều gió thì nó sẽ đảm bảo nó khô nhanh. Nếu như ngày ẩm, ngày nồm thì sẽ không làm được. Tôi sẽ nhắc lại kích thước của chiếc ghế này là dài 2m03, sâu 61 và cao 1m12, tức là 112 cm. Khung tranh chúng tôi làm dày 4 phân và ván chúng tôi làm dày 2 phân. Toàn bộ phần vách sau chúng tôi làm khung bên ngoài là 5 phân và ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân, được lộng thủng hai mặt đục như nhau. Đây là bộ trường kỳ Huế tích cổ đồ. Trong video trước thì chúng tôi giới thiệu bộ trường kỳ tích Ngũ Lân và cũng như là trường kỳ Huế song tiện. Những người thợ của chúng tôi đang đeo khẩu trang để tẩy axit đây, rất là độc hại quý vị ạ.
Thường thì các cơ sở rất ít khi chia sẻ video này, nhưng cơ sở Logo Online có thể chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn. Chúng tôi đang hoàn thiện rất nhiều sản phẩm liên quan tới đình chùa miếu mạo như chấp kích bát biểu trường kỷ hoành phi câu đối. Quý khách có thể truy cập vào trang đồ gỗ Hiền Lành để xem các cái sản phẩm đồ gỗ mới nhất và các cái bộ bàn ghế phòng khách gỗ mun, gỗ hương, gỗ cẩm vàng, gỗ cẩm lai. Hiện nay chúng tôi đóng bàn ghế bằng gỗ cẩm vàng rất là nhiều. Đây là gỗ cẩm vàng loại 1. Giá thành nó sẽ cao hơn gỗ cẩm vàng loại 2. Loại 2 thì thường là nó không có vân. Để cho quý khách cũng như người mới xem biết được về các cái thông số kỹ thuật cũng như mẫu mã và độ dày. Đây các bạn đang xem, đây là chiếc ghế dài mặt ván rất là vân, đã được chúng tôi chọn kỹ lưỡng tỉ mỉ từ khâu mộc, và sau khi chúng tôi dựng lên chúng tôi sẽ tẩy, và lát nữa khi tẩy axit xong thì trông rất là đẹp. Quý khách hãy theo dõi hết cái video này để cảm nhận được vẻ đẹp của bộ bàn ghế trường kỳ Huế cố đồ. Chân là chân 12. Phần dạ chúng tôi đục dạ truyện. Phần tay thì chúng tôi bên trên để trơn và phía dưới chúng tôi chạm cuốn thư. Bên trên các cái phần vách thì chúng tôi có chạm các cái truyện lá tây góc. Và chính giữa chúng tôi chạm mã truyện tàu. Chúng tôi bán buôn bán lẻ các cái bộ sản phẩm trường kỷ như này trên toàn quốc. Thì quý khách có nhu cầu hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bàn to của bộ trường kỷ này chúng tôi làm kích thước là 61 nhân 1m30 và cao cũng là 75. Chúng tôi quay chi tiết từ đằng sau tới đằng trước cho quý vị xem. Như trên màn hình các bạn đang xem đây, khi chúng tôi tẩy axit là các cái chất nhựa bắt đầu nó chảy ra, đó là các cái màu trắng như quý vị xem đó. Khi phản ứng với axit thì chất gỗ nó có nhựa, chỗ nào có nhựa nó sẽ sôi bọt bọt ra. Và chúng tôi tẩy trắng gỗ thì sau đó mới đi vào hoàn thiện. Và nhiều quý khách thắc mắc là tẩy axit như này có hại đến gỗ không, thì chúng tôi cam đoan là không hại đến gỗ, chỉ đó là chúng tôi làm tẩy axit như này để hiện rõ vân và chúng tôi cân màu sau khi hoàn thiện để cho nó đều màu 100%. Và đây các bạn đang xem, đây là chiếc mặt ghế dài đây. Sau khi chúng tôi tẩy axit và quét đẫm nước như thế này thì vân vèo rất là đẹp. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất mà cơ sở đưa lên về các sản phẩm đồ gỗ phòng khách, đồ gỗ phòng thờ. Chúng tôi tận tâm chia sẻ tới quý vị và các bạn các quy trình, công đoạn hoàn thiện hàng mộc tới khi bàn giao để cho quý khách yên tâm. Chúng tôi nhận và lắp đặt trên toàn quốc. Quý khách chỉ cần liên hệ qua hai số hotline trên màn hình. Chúng tôi sẽ tư vấn và lắp đặt cho quý vị. Cảm ơn quý khách đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.